Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình quay màn ảnh đứng cho nên không có được rộng. Đây mình đang chạy xe Honda. Các bạn thấy ngày Tết độc lập của quê nhà, đất nước yên bình và cuộc sống của người dân họ đang gọi là đón cái Tết độc lập ở quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hôm nay là 1 tháng 5 rồi, cho nên đường xá nó cũng hơi vắng vẻ một chút. Ban ngày chiều và ban đêm thì nói chung là rất là nhộn nhịp. Các bạn thấy những ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trên khắp các nẻo đường của quê hương đất nước, rất là tuyệt vời. Các không những cái từ mà chống cộng chiến tranh chống phá đất nước ở hai mặt, các bạn thấy 48 năm rồi từ đó cũng vẫn còn ngồi đó đóng chân chuột ở liền ở từ đó. Lý cái đó là có mấy cái đám mà không biết dân chủ tự mấy cái đám mà lôi trôi lắc chết như con dồi, nó lại ăn theo còn là tôi cũng có theo dõi Facebook cái con Vương Hoàng Anh. Tôi sẽ chia sẻ cái đề tài con này phân tích để anh chị các bạn thấy cái sự dối trá và lừa bịp của nó trên cái không gian mạng xã hội cũng như cái cuộc sống của nó, mà tôi thấy biết nhiều người lại cho nó làm doanh nhân thì rất là tự lý, không phải tôi ganh tị. Các bạn biết cái chữ doanh nhân nó rất là vĩ mô, nó không có phải như cái loại mà treo đầu dê bán thịt chó giống như cái con Lương Hoàng Anh đó. Nó lại ca ngợi cái đội cũ, trong khi đó nó nói nó là con ông cháu cha gì đó, con gà của quân đội tình báo rồi công an rồi cái đó. Cái thứ đó là tôi gọi là cái thứ cái thứ mà tôi bị cái nó là dân nhân cái gì đó. Tại vì ở Việt Nam mình thấy ai mà làm ăn mà được cái kiếm được ra tiền để kinh doanh cái lĩnh vực đó gọi là doanh nhân. Ở bên Mỹ nó chỉ gọi là một cái small business, là những cái tiểu thương nhỏ lẻ thôi, còn những doanh nhân người ta tầm cỡ vĩ mô, tầm cỡ công nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp hạng nặng, rồi những cái ngành nghề có tính chất vĩ mô. Việt Nam thì dân mình thấy người nào mà làm ăn phát tài lên gọi là doanh nhân. Cái từ đó mà họ trở thành cái sự gọi là sống ảo và kiêu ngạo, rồi đem đất nước ra thủy bằng. Cái sự thành đạt của họ bắt đầu họ đem đất nước ra thủy bằng, đưa những cái văn bằng học vị ra chẳng có giống ai hết. Vi phạm thì tôi chia sẻ sơ sơ để cho các bạn thấy về cái con này, để tôi rảnh tôi sẽ phân tích cho nó cặn kẽ để chúng ta nhìn thấy được đất nước quê hương của mình ngày càng phát triển và đổi mới, người dân người ta ngày càng tiến bộ hơn, cái sự hiểu biết chứ không phải giống như cái loại hạnh phúc như cái con Lương Hoàng Anh này. Sao mà cha mẹ nó là những người mà có công với lại đất nước tổ quốc mà sinh ra những cái loại sản xuất như cái con thì tôi nói nó là một cái nghiệp, mấy cái loại này thì nó rất là kinh bỉ luôn chị, nó không có đáng xứng đáng mà sống trong cái sự đã cách mạng chứ mồ hôi của những người đã nằm xuống để cho nó có được cái hòa bình độc lập như hôm nay, để nó đi nó kinh doanh rồi nó sống nó quay đầu nó ca ngợi cái đội ngũ nó được lạc lạc. Thôi thì mình cũng lai nhớ trong lúc đang chạy xe mình tay có anh trai cầm hay người ra mình không có chia sẻ một cách cặn kẽ hơn. Anh chị các bạn
cái lifestyle mình có thời gian mình sẽ phân tích và mình sẽ chứng minh về cái con bá dê phân tích liên quan anh này, để các bạn sẽ thấy và hiểu rõ được những cái thứ loại mà treo đầu dê bán thịt chó. Bye 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 bye. Bạn đi vô trong thành phố bạn đẹp anh chị các bạn. Bye 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 bye. Việt Nam quê hương đất nước của tôi.